Patron dữ quá ta. Đẹp quá anh ạ. Em ơi. Cô. Đẹp không? Miễn đẹp không? Đẹp. Đẹp sao bằng em. Trời ơi. Dễ sợ thiệt. Mà em thấy anh dễ thương không? Dễ thương. Vậy là bạn gái anh nha. Muốn quen em phải xin ba mẹ em chứ. Anh thấy cái ngôi nhà màu xanh hy vọng kia không? Thấy. Đó là nhà của ba mẹ em đó. Ủa, là ở bên đó đó hả? Đúng vậy. Thôi, vậy bây giờ á, em cho anh qua bển để gặp ba mẹ em, rồi xin phép em là bạn gái anh nha. À ha. Nhưng mà từ đây qua đó xa quá, sao đi? Ờ ha. Ê. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì trên đó kìa anh? Anh Thân. Anh Thân ngồi trên nước à? Anh Thành lấy mô tô nước ơi. Wow. Anh Thành. Hay anh có quá. Phải là anh Thành không? Trời ơi đúng luôn. Anh em có thắc mắc á là anh chạy từ bên đó qua bên này mất bao lâu vậy anh? Nhưng mà như anh chạy thì khoảng 30 giây. 30 giây? Bây giờ anh phải chạy từ bên này qua bên đó đúng 30 giây nha. Chứ không là không kịp gặp ba mẹ em, đáng chịu. Làm sao mà được? Anh chuyên nghiệp là anh chạy 30 giây. Còn anh không chuyên nghiệp sao anh chạy nổi 30 giây? Thôi không biết đâu. Vậy theo anh Giang cũng như toàn thể quý vị khán giả, từ bên đây mà Lâm chở người yêu Lâm qua bên cái căn nhà màu xanh mất tổng cộng bao nhiêu giây? Nào, chọn ngay đi. Các bạn đã từng lái chiếc jet ski này chưa? Cũng có đi nhưng mà không phải em lái, người khác lái ạ. À. Anh là lái cái này là chùm luôn. Cỡ như em ngồi phía sau anh để cứ, anh cứ trip giống nãy. Anh để một cái là em rớt liền luôn. Thì cái chiếc jet ski này, chiếc cano nước này á, mô tô nước cũng được, muốn gọi gì gọi. Cái cậu mà chuyên nghiệp á, ở cái khu du lịch đó, cậu đi từ bên này qua bên cái nhà xanh thì mất 30 giây. Và chúng ta nãy thấy biển không? Sóng như thế nào thì chiếc này sẽ chạy như thế ấy. Và những người chạy đầu tiên không bao giờ dám chạy nhanh, bởi vì sẽ đập vào cái mạng. Pập, ném sóng mạnh. Đó, phân tích vậy thôi, đổi gì nữa. Tôi thương mấy người quá mà. 30 giây, chọn ngay đi. Khả năng là Lê Dương Bộ Lâm sẽ leo lên. Em gọi đi, em lên ngồi anh chở em đi. Yên tâm, anh lên ngồi đi. Ý, mất hết khoảng tầm 30 giây cho cái chỗ khởi động đó. Có không? Có chứ. Có. Nhưng mà cái bờ biển em cảm giác nó xa. Chứ không phải là 30 giây. Nếu là một người không chuyên nghiệp lái thì lâu đó hơn nữa. Sao mà chạy 30 giây được? Chị cano. Em mong là anh Lâm sẽ cứu vớt đội hình của em. Em vâng. Tin anh Lâm. Em yêu anh. Sau khi Trường Giang đi một loạt, thấy những con số thì Trường Giang biết ai sẽ là người ra về. Thưa quý vị, đáp án của chương trình ngay bây giờ sẽ xuất hiện. Lâm. Em à. Hả? Em có tin anh không? Anh làm gì em cũng tin hết. Em à. Em có sợ say sóng không? Em chỉ sợ say anh thôi. Đi. Chạy lẹ vậy?
rớt cái phổi ra ngoài luôn. Em ơi, tới bờ rồi, cho anh vô gặp hai bác đi. Rồi anh chạy từ bên kia qua bên này mất bao nhiêu giây? Từ bên đó qua bên đây, anh mất tổng cộng là 51 giây. Như vậy là tổng thời gian từ bên kia mà qua bên đây mất 51 giây. Yeah. À, chúng ta đừng buồn. Ủa sao gục ngã vậy? Khi mình sai thì sẽ có một số người sai theo. Tôi nhìn gương mặt tôi biết ai là người đoán số bao nhiêu luôn. Giỏi đấy. Bây giờ chúng ta đi tìm vị trí đoán gần đúng với chương trình nhất. Xin mời. Thưa quý vị, Ghiêu Lê. Hay quá. Yeah. Hay quá. 48 giây. Ồ. Chỉ thiết 3 giây. Quá xịn, quá xịn. Hồi nãy em bấm 51 mà em xóa, em bấm lại 48. Nãy em bấm 50, em nghe anh nói cái gì em chỉnh thành 60. Ủa, anh là người có lỗi trong cái sự bấm của em hả? Em tin anh, cho nên... Đó, thì chắc chắn mình là người không phải ra về ha? Đó thì đương nhiên ha? Em hy vọng là em cứu được đồng đội. À, con bé dễ thương không? Cứu là anh biết cứu ai rồi đó. Thấy cái dáng đứng là biết ai thất bại liền à. Bây giờ sẽ là trung bình cộng của 300 vị khán giả để xem Ghiêu Lê có chiến thắng được hay là không. Xin mời. No! Tất cả đều ở lại. Ủa? Tất cả là... Yeah! Chỉ một tay. Một tay thôi. Một tớ thôi. Thưa quý vị, trung bình cộng của 300 vị khán giả tại trường quay là 47. Xa hơn Ghiêu Lê một số so với đáp án của chương trình. Quá dữ dội. Nổi da gà luôn. Người la to nhất chắc chắn là đoán sai nhất. Bây giờ xin phép quý vị khán giả cho tôi mở một ô duy nhất, đó là Hoàng Yến Chibi. Tất cả chúng ta cùng quay quần bên nhau. Đừng nhìn xuống. Trời, cái đó nó chạy hoài luôn mọi người ơi. Nhưng mà anh nghĩ em may mắn hả? Mình đi bộ hả Yến? Không anh ơi, em thì em nghĩ là chương trình sẽ kiểu làm khó mình ý. Ví dụ như em đi, em lên thì em sẽ không biết là mình sẽ đút khóa vào đâu. Rồi áo phao mình còn phải mặc vào, xong bắt đầu trèo lên. Rồi tay chân mình ngắn nữa, mình xong trèo còn phải mất đỡ, thời gian. Đỡ phân lên nữa. Đúng rồi, còn đỡ. Em còn trẻ, hãy đến với chương trình bằng sự yêu thương, đừng toan tính quá. Bớt đa nghi khi chơi game show. Cảm ơn em, chúc em mạnh khỏe. Nhưng mà không sao, Ghiêu Lê là người đã giữ em ở lại. Cảm ơn ạ. Còn hai vị trí. Hồi nãy em nghe Đạt Tri quay qua kêu em là cái này phải tính bằng phút đó. Phút mà bây giờ mình ghi giây là mình phải ghi là trăm mấy, mấy trăm đó. Đúng rồi. Là chắc chắn là chúng ta phút chờ này. Xem hai con số còn lại là trên trăm á anh. Con số của em nó khủng hơn số của mọi người. Ủa, luôn á. Sao đi chạy, chạy dưới em. Nè, thấy chưa? Số đây khủng lắm. Đó. Wow. 620 giây. Mình đi từ đó mà mất hơn 10 phút hả? Đến bên bờ bên kia khá là xa. Em cũng đang thắc mắc là tại sao anh kia chạy được 30 giây. Thì em nghĩ là anh Lâm cũng sẽ không phải là chuyên nghiệp á. Cũng sẽ trục chặt đó. Nhưng mà em sai. Hãy đến với chương trình bằng sự yêu thương, đừng toan tính. Sorry anh. 10 phút. Trời ơi trời, khủng khiếp. Toan tính hơn em. Như vậy là người được Ghiêu Lê cứu không phải là Hoàng Yến Chibi, mà là Đạt Tri. Đạt Tri. Thank you. I got you bro. Quý vị cũng biết là Ghiêu Lê đã thắng. Thì anh cũng xin lỗi em vì thông báo hơi chậm. 10 triệu đồng thuộc về em. Bây giờ là vòng tiếp theo, là vòng 20 triệu. Ở vòng này chúng ta sẽ giữ lại một người duy nhất, là người đoán gần đúng nhất. Tất cả những người còn lại
phải dừng cuộc chơi. Đi về. Em chưa kịp có tiền mà. Em yên tâm, từ đây tới cuối chương trình thế nào em cũng vậy. Cũng sẽ không có tiền đâu. Thưa quý vị, vòng tiếp theo giá trị tiền thưởng là 20 triệu đồng. Em ơi. Dạ. Bây giờ á, anh có một trò chơi muốn chơi với em. À, chơi gì vậy? Em thích à. Mình chơi chuối. À, em thích chuối tần chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Ôi là lam hết rồi nè. Vậy giờ anh cho em thấy chuối nha. Ủa sao lâu vậy? Dạ. Chuối nào? Chuối nào? Nè. Chuối nào? Chuối kìa. Anh Thanh. Lại gặp anh Thanh rồi. Anh Thanh ơi, cho tụi em hỏi là nếu như mà một người bình thường á mà lần đầu tiên mà chơi cái thuyền chuối này nè, ngồi lên trên đó thì sẽ trụ được bao lâu vậy anh? Hồi xuôi. Trời đất ơi. Vậy bây giờ á, anh Thanh cho hai tụi em lên trên đó thử nha. Trước khi tụi em lên thử thì tụi em đố anh Giang cũng như là tất cả khán giả trường quay, tụi em sẽ trụ được trên cái thuyền chuối đó bao nhiêu giây? Nào, chọn ngay đi. Yeah. Thưa quý vị, cuộc đời tôi cũng nhiều trung chuyên nên cũng trải qua nhiều thứ, và cái môn này tôi cũng đã chơi rồi. Thì ngồi trên đây nó có mấy cái tay để mình nắm, và sự tồn tại của chúng ta trên đó tùy thuộc vào sự yêu thương của ông Cano phía trước. Nếu như cái ông này ông không thích Lê Dương Bảo Lâm thì tầm 10 giây, nếu ông yêu thương Lê Dương Bảo Lâm thì 60 giây, 70 giây là chuyện bình thường. Với là một người khỏe như anh Lâm thì chắc em nghĩ là sẽ trụ rất là lâu. Cá với em luôn, chơi cái môn này vấn đề không phải là khỏe. Cho em hỏi cái là ví dụ như bây giờ một trong hai người vừa rớt xuống là đã tính ngưng giờ hay là chỉ cần có người rớt xuống là kết thúc? Ok. À hiểu. Dĩ nhiên cô gái sẽ rớt trước. Maybe anh nhiều khi anh không biết cái sự dẻo dai của con gái đâu. Hên xui đi. Thưa quý vị, 30 giây mời quý vị cùng chúng tôi chọn ngay đi. Tất cả đều có sự lựa chọn riêng của mình. Có nhiều người coi thường sự dẻo dai của Lê Dương Bảo Lâm quá. Chúng ta chờ đón kết quả sẽ như thế nào đây. Mời video clip. Em à, em có tin anh không? Anh làm gì em cũng tin hết. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi. Thank you.
và thời gian Lâm và Vân trụ lại được trên chiếc thuyền chuối trước khi mà Vân rớt xuống là 118 giây. Yeah.